Bốn khí. Bốn. Hai. Ba. Chúng tôi rèn luyện phát triển các nhóm cơ về các huyệt đạo trên cơ thể để khai thông mở ra các huyệt đạo trên cơ thể để có thể vận khí và đưa các khí đến các nhóm cơ. Chúng tôi thường xuyên phải trải qua các bài tập từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp. Mỗi cán bộ, tổ viên phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gắn với nội dung huấn luyện chuyên ngành, đi với nội dung huấn luyện thể lực để có thể phối hợp phát huy tối đa về kỹ thuật, chiến thuật trong huấn luyện. Điều kiện thời tiết nắng nóng, chúng tôi huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Điều kiện thời tiết mưa gió khắc nghiệt thì chúng tôi huấn luyện bộ đội trong điều kiện thời tiết mưa gió khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện bộ đội sát với thời tiết thi đấu.